quay lại quy trình. Đó, nó gần xong rồi. Vâng, cứ gọi là còn một ít nữa thôi. Vâng, còn ít nữa rồi. Yên ngủ các thứ. Sao không có gì không kiện thì bàn đáng thì mua thì ok luôn. Giá sau cái này có theo không theo anh? Cái gì? Hàng đây. Hỏi đây. Đấy, hỏi các cô nhập hàng. Cái giá nhỉ? Cái giá nào? Cái lốc sau ấy. Tờ sách á. Tờ sách là không rồi. Cứ bỏ đi, mở ra thì biết được cái nào ấy thì mình mua sau. Có chân không? Có thì cái đấy anh đặt sau. Đây phải đặt à? Vâng, phải đặt nhá. Phải nhập thì phải đặt. Nhập hết đi. Chứ thế mình đặt luôn về đi cùng xe của mình luôn nhá. Giá đấy đúng không? Mình đặt tiền rồi ấy nhỉ? Biết thế thì hôm đấy mình ấy thì đặt luôn thì cần lấy về. Mặt trên với cả hai cái hai bên hông trước anh em thuận ạ. Em hông to ấy, tay trước. Cứ hai bên hông to ra trước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con máy có khi không biết bằng vui cái kiểu này. Ra cả. Cánh này thì cánh không không có gì. Anh hai người xong một chút thôi.
2-3 người sau mà. 2-3 người sau mà. Đâu đã tụi mình. Sao nó nè. Đây nè. Nào. 2 bắt. Luôn nhá. Rồi ok. Anh nghe bên ngoài này ra. Đây nữa nè. Đứng lại em gái. Đây đẹp. Quay à, quay à. Cho 30 giây. 30 giây thôi. Quay đi. Em về đi, anh dọn em lắm này. Đo cả bằng cái gì đâu. Thế là em luôn đi. Đang kia lắp nó nhanh. Anh ngồi hẳn đấy. Trời. Nhiều binh lắm đấy nhá, lắm mà cái chỗ này là tận nhiều binh lắm đấy, chèo mà. Đấy giá đấy thầy. Giá đúng theo xe đấy. Đúng theo xe. Còn phụ kiện của nó mà mình muốn lắp thêm thì mình phải đặt thêm. Phụ kiện là mình có không? Vâng. Rồi nó có cái tay sách thì nếu mà chỉ có cái cung đồ nữa. Để cho này sang khách cung đồ vào trong nó hộp xà á. Để bên kia bóc đi. Trong này có cái xe đấy. Em bên kia đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.